Sau khi giá cám tăng vào đầu tháng 7, giá heo hơi đồng loạt tăng và chưa có điểm dừng, khiến người tiêu dùng méo mặt bởi giá thực phẩm có sử dụng thịt heo đều tăng giá theo. Theo ghi nhận, trong ngày 18 tháng 7, giá thịt heo bán ở một số chợ lẻ, cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ 5.000 đến 20.000 đồng một ký tùy loại và nơi bán. Tại chợ Nhật Tảo quận 10, chợ Bàn Cờ quận 3, cốt lết dao động từ 120 đến 130.000 đồng một ký, ba trội từ 135 đến 150.000 đồng một ký. Tại chợ Tân Chánh Hiệp quận 12, chợ Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp, sườn non có giá từ 190 đến 210.000 đồng một ký, ba trội từ 125.000 đến 135.000 đồng một ký, thịt đùi từ 90 đến 100.000 đồng một ký. Lý giải thịt heo tăng giá, ông Trần Quốc Thắng, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi An toàn Tiên Phong thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có nhiều nguyên nhân tác động cùng lúc. Đó là dịch tả heo châu Phi chưa dứt tại các trang trại khiến nguồn cung thiếu hụt, giá heo thấp kéo dài thời gian qua, trong khi giá thức ăn tăng vọt khiến nhiều nông dân thua lỗ, phải treo chuồng dẫn đến giảm đàn. Trong khi đó, heo con phải nuôi 6 tháng mới xuất chuồng, phải có độ trễ mới kịp cung ứng cho thị trường. Còn ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai phân tích, việc heo hơi, thịt heo tăng giá sốc nằm trong xu hướng chung của các quốc gia xung quanh. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên đa dạng thực phẩm sử dụng trong bữa ăn hàng ngày như thịt bò, gia cầm để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thịt heo.